Trong khi mình cũng làm như vậy, bạn tự mình sẽ khỏi bị Chúa xét xử sao? Hay là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu, khoan dung, đại lượng mà không nhận ra rằng khi Chúa nhân hậu như thế là để thúc giục bạn hối cải sao? Thế nhưng bạn lòng cay dạ đá, không chịu hối cải. Và như vậy bạn càng làm sao thương thịnh độ Thiên Chúa trong nóc trên đầu bạn, trong ngày Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ và biểu lộ phán quyết công minh. Ngày đó Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Những ai bình chỉ làm việc thiện mà vì vinh quang danh dự và trường sinh bất tử thì Thiên Chúa sẽ cho họ sống đời đời. Còn những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác thì người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ xuống đầu bạn. Người sẽ bắt mọi kẻ làm điều ác phải gian nan khổ khổ, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Nhưng người sẽ ban vinh quang, danh dự và bình an cho tất cả những ai làm điều thiện, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp, vì Thiên Chúa không thiên vị ai. Đó là lời Chúa. Ta chất trên vai kẻ khác những cánh nặng không thể gánh nổi.
bằng chính còn chính các ngươi, thì dù một ngón tay cũng không động vào. Đó là lời Chúa. Lời Chúa tin không lời khen Chúa. Khôn cho các người, hỡi các người Pha-ri-si-ơ, các thầy tâm hợp ở trong vấn đề về dư luận hoặc là phụ tẩy, thì thường còn là bạn đến đề luận. Nhiều lúc chúng ta vẫn có nói rằng là tình và lý ở trên luận, ở trong một cái cuộc tranh luận người ta nói rằng thực hiện luận thì phải có tình yêu ở trong luận, nhưng mà tình yêu đó cần phải dựa ở tên gọi là cái sự sai thực của luận, có nghĩa là bác ái và luận đề luận là phải ngay thẳng công bình, nhưng mà cần phải bác ái ở trong đó. Tôi nghĩ người ta dùng chữ tình và chữ lý ở đây là gì? Đôi lúc chúng ta phải thấy đề luận là một sự gò bó, là một sự làm cho con người phải đi theo những khuôn phép của luật mà một cách chặt chẽ, thì dễ đẩy con người vào các chỗ bị bỏ khó, khó chịu. Thế nhưng mà nói về độ xác thực hoặc chân lý ở trong luật cần phải, bởi vì luật là để giúp cho người ta sống tốt hơn, giúp cho người ta bớt đi được những điều này điều khác, nghiêng chiều về hướng sâu. Nhưng mà những con người áp dụng luật hoặc là các tư pháp hoặc là những người thi hành luật mà áp dụng luật một cách chặt chẽ thì không còn có tình người nữa. Tình và lý ở cấp độ này, ngày hôm nay Chúa Giêsu khiển trách những người luật sĩ hiện thái Pha-ri-si-ơ, những thầy trong luật, bởi vì cách họ nhìn vào luật và cách giữ luật. Đánh thuế trên các cái thực dụng, một những cái vấn đề rất là nhỏ nhặt nhưng mà quên đi công bình, bác ái, yêu thương. Các ngươi đổ lấy lòng phân bản hàng phân hương và đủ thứ rau cỏ mà sao lại để công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta biết là đối với người Do Thái, thuế thập phân nộp để dành cho đền thờ, tức là để nuôi dưỡng các không phải là lãnh đạo nhưng mà các thầy Lê Vi, để giúp cho họ có cái sống. Thế nhưng mà để áp dụng cái luật đó mà có người sao lại đi cái công bình và bác ái ở trong và yêu thương Chúa ở trong cuộc sống thì có gì không? Rồi những người thực luật họ lập luật, họ là những người viết luật hoặc là giải thích luật, nhưng mà cũng chẳng thế để rồi bảo vệ cho lợi ích của mình và bảo vệ cho những cái gì gọi là quyền lợi của mình, thì luật như vậy cũng đang dần dần chết chết. Nó chỉ chứa chân lý mà không có cái tình người và không có sự chân lý ở trong mặt. Khi xuống thì cách họ, tôi nghĩ rằng Ngài cũng đang tìm cách của người chúng ta trong vấn đề tuân chỉnh đề luật. Đôi lúc để rồi chúng ta tránh né, để rồi chúng ta làm chuyện này chuyện khác cũng dựa đến luật, nhưng mà để tránh né chính luật. Có nhiều người ngày xưa tôi ở bên bố thư gia, con là bố trục ông chánh thương, ông này ông đi ở với các vị xưa hỏi này sao, con sao, con đi thỉnh lại đi đâu, con bỏ đâu, con biết là để đưa những cái gọi là cái lề luật, những cái gọi là quy tín của cha mẹ ra để mù thế ra bằng mình chính bản thân mình thì cũng cái tương quan ở trong luật. Tôi nghĩ rằng phải là tương quan giữa chúng ta với Chúa, trong luật của Kỳ Tô Giáo, luật đạo hay là bộ giáo luật, cái tương quan giữa cá nhân với chính Chúa, cái không phải ai
người chúng ta từng xét tài lương tâm ở các cái luật, đừng dùng lời luật để chè ép, đồng dùng lời luật để đổi lại vào người khác, mà chính lời luật để áp dụng cái chính bản thân của mình, thì luật đó tôi nghĩ rằng mới là luật trở thành. Bởi vì khi mà chúng ta giữ luật, tức là làm gương, chúng ta làm gương, chúng ta giữ luật là chúng ta đang tôn trọng ở trong tình yêu để giúp cho chúng ta sống tốt hơn. Đó là cách mà chúng ta làm gương, cách mà chúng ta dạy dỗ giáo dục tinh thần. Trong sáng tuyên giáo này, tôi nghĩ rằng về lời luật, tình yêu ở trong lời luật sẽ là một trong những cái điểm nhấn để giúp cho chúng ta đi vào thực hiện việc truyền giáo, việc cho người khác nhận biết Đức Kitô bằng đời sống, bằng cương sáng của mình. Đó là một cách để giúp cho chúng ta có thể cộng tác với giáo hội, cộng tác với Chúa, loan truyền Thánh Chúa, lan giải tin mừng Thiên Chúa, đem Đức Kitô đến cho những người khác nhận biết Ngài.